Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi. Và hôm nay sau bạn sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt có tên gọi là Phàm Nhân Tu Tiên. Đây là một con game thấy bảo là bản quyền chính chủ luôn, và lấy ở đề tài dựa trên một bộ truyện tiên hiệp cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc, Phàm Nhân Tu Tiên. Nói chung là bạn nào mà thích tiên hiệp chắc chắn là sẽ biết đến Phàm Nhân Tu Tiên. Thì tựa game Phàm Nhân Tu Tiên Mobile này được nhà hành Solar Game phát hành tại trên Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game khám phá tựa game này nhé. Bên ngoài thì nữa, bên ngoài nó không có tiếng ấy. Đây, vào game mình có tiếng rồi. Thì chúng ta sẽ tạo nhân vật này. Ở đây cũng không biết là có bạn nào đọc Phàm Nhân Tu Tiên chưa. Cái bộ đấy thì mình chưa đọc anh em ạ, bởi vì nó đồ sộ quá. Nhưng mà thấy bảo là đã đọc Phàm Nhân Tu Tiên là không muốn đọc những cái chuyện tiên hiệp nào khác, bởi vì nó xây dựng một thế giới tiên hiệp rất là chi tiết. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt tên vào game nha. Sỏ bạc này. Mình chơi bừa tạo hình nhân vật nữ đi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu game này. Game này thì sẽ có đồ họa mình nghĩ là full 3D đấy. Đấy, style đồ họa theo kiểu style anime, đồ họa 2.5D, nó khóa góc nhìn. Đấy, style đồ họa theo kiểu anime em nhá, nhìn rất là đẹp. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Đây, Phàm Nhân Tu Tiên truyện này. Cái này thì bạn nào mà đọc Phàm Nhân Tu Tiên rồi thì sẽ chơi nó kiểu hứng thú hơn, và các bạn sẽ so sánh được xem là con game này nó giống chuyện nhà không. Đây, chúng ta có hệ thống cảnh giới đó. Chúng ta sẽ đi vào, đây là hệ thống đồng hành này. Chúng ta sẽ có phần dàn trận. Game này thì game thẻ tướng à. Mình nói chung là mình chưa tìm hiểu nhiều về con Phàm Nhân Tu Tiên mobile này đâu. Để xem là nó chơi như nào nhá. Đây, chúng ta đi khám phá thế giới này. Thạch lĩnh này. Có vẻ như là sẽ đánh theo kiểu dạng game đúng rồi. Game thẻ tướng, dàn trận và đánh theo lượt anh em nhá. Hiệu ứng hình ảnh đẹp nhá mọi người ơi. Nhưng mà đáng tiếc là game thì chưa có lồng tiếng. Mình thấy là chưa có lồng tiếng. Đó, hiệu ứng hình ảnh thì đẹp nhá, nhưng mà không thấy có voice của nhân vật. Thì cũng là một điểm khá đáng tiếc. Nhưng mà không sao. Đấy, tức là game này thì nó sẽ là dạng game đánh theo kiểu không phải theo kiểu vượt ải, mà các bạn có thể tự do đi khám phá được. Nhưng mà lúc vào chiến đấu thì đánh theo lượt. Rồi, chúng ta có phần luyện đan này. Đấy, đã là chuyện là game về tiên hiệp các thứ thì sẽ có phần luyện đan. Game này thì có cả luyện đan, luyện khí, luyện hồn. Có vẻ như là con Phàm Nhân Tu Tiên Mobile này nó sẽ bám rất là sát chuyện nhá. Đấy, vì thế nó rất là tự tin. Đây là bản game chính chủ, chính chuyện luôn. Bởi vì là nó sẽ bám sát về nhân vật này. Rồi các cái tính năng, các cái cốt truyện các thứ nó sẽ bám sát ở trong bám sát Phàm Nhân Tu Tiên. Đấy, ở đây mình thấy là có luyện đan, luyện khí, luyện hồn các thứ. Mặc dù mình chưa đọc Phàm Nhân Tu Tiên nha, nên mình không thể so sánh kỹ cho anh em được. Nhưng mà nếu bạn nào fan của Phàm Nhân Tu Tiên thì có thể trải nghiệm chơi thử. Đây, chúng ta có phần chiêu mộ này. Các bạn để chiêu mộ ra các cái nhân vật đồng hành khác nhau. Nhân vật chính của Phàm Nhân Tu Tiên là Hàn Lập đúng không nhỉ? Lập Đen á. Mình không, nói chung là mình không đọc nên mình không biết rõ lắm. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đi khám phá này. Bạn thấy là trong cái bản đồ này thì các bạn có thể tự do di chuyển. Đó, các bạn có thể tự do di chuyển ở trong map. Nhưng mà lúc vào chiến đấu thì đánh theo lượt. Ở đây chúng ta, các bạn có tăng tốc nhá. Thậm chí là đến hiệp 3 thì các bạn này bỏ qua nhanh trận đấu cũng được. Hiệu ứng chiến đấu đẹp. Nói chung là hình ảnh thì mình không có gì để chê con Phàm Nhân Tu Tiên này cả. Hình ảnh rất là đẹp, sắc nét, hiệu ứng chiến đấu sống động. Đấy, và đúng chất kiểu tiên hiệp. Đấy, các bạn bấm vào, nó có auto tìm đường nhé. Bấm vào auto tìm đường thôi. Auto tìm đường, auto chiến đấu. Thậm chí là game thì có khắc chế thuộc tính. Chúng ta có các thuộc tính như là lửa, nước, cây khắc chế lẫn nhau. Ngoài ra ba thuộc tính khác đó là lôi, phong và băng. Đấy, lôi, phong, băng. Nói chung tổng cộng là 6 thuộc tính khắc chế. Đấy, game thì có phần khắc chế thuộc tính. Mình thích những con game có phần khắc chế thuộc tính như thế này, để người chơi gọi tính toán, sắp xếp đội hình các thứ cho nó hợp lý. Đây, chúng ta có phần gì đây? Chứng nhận pháp khí sư à? Có phần tính năng đạo hữu này. Đây, chúng ta có pháp bảo. Đấy, tiên hiệp thì chắc chắn là sẽ có pháp bảo rồi. Thì các bạn sẽ lắp pháp bảo vào cho nhân vật của bạn.
Đấy, và game này thì mỗi đồng hành thì nó sẽ phải mặc đúng cái pháp bảo yêu cầu chuẩn của nó thì mới được. Bỏ qua này. Ở đây thì có tăng tốc X2 nhá. Có cái hình con mắt này chưa, mình không biết là rõ là cái gì. Đấy, con game Phạm Nhân Thu Tiên này thì mình chỉ hơi tiếc ở cái phần đó là giá như có lồng tiếng nữa thì hay. Tất nhiên là nó có thể nhiều anh em không quan tâm các thứ, nhưng mà mình nghĩ là để cho nó hoàn hảo hơn với những con game mang chủ đề tiên hiệp này thì có lồng tiếng vào thì nó sẽ hấp dẫn hơn một chút. Nó cũng không phải là một cái gì đấy nó quá lớn lao cả. Từ nãy giờ thì mình trải nghiệm mọi thứ nó rất là mượt mà, đặc biệt là phần đồ họa game rất là ấn tượng, đồ họa rất là ấn tượng nhá. Rồi các cái tính năng thì nó sẽ chuẩn tiên hiệp. Cảnh giới này, luyện đan, luyện khí, luyện hồn, hệ thống đồng hành nhân vật, hệ thống bản đồ các thứ, nó xây dựng rất là chuẩn chỉ của Phạm Nhân Tu Tiên. Đấy, con game này mình nghĩ là bạn nào fan của Phạm Nhân Tu Tiên thì thực sự là không thể bỏ qua được. Và thực tế chứng minh thì con game này cũng đang rất là đông anh em game thủ. Đấy, nó chỉ có lấn cấn một vấn đề đó là có bạn nhiều bạn thì thích game kiểu nhập vai tự do chiến đấu hơn là kiểu dạng đánh cho lượt thôi. Nhưng mà mình nghĩ là game bây giờ thì nó, cái dạng game đánh cho lượt này thì nó cũng có cái độ hấp dẫn riêng ấy. Chúng ta có thú cưỡi này, kích hoạt đấy, tiên hiệp hay gọi là phi hành khí đấy mọi người. Đấy, ở đây nhân vật mình thay vì cưỡi kiếm thì chúng ta sẽ cưỡi lá. Đấy, thanh diệp lá xanh. Rồi, ở đây thì mình vẫn đang chơi theo cái chỉ dẫn của game nha. Mình sẽ ra ngoài này. Sau này có thú cưỡi đạo hữu này. Có yêu cầu thêm bạn luôn. Rồi, chúng ta sẽ có phần sách vẽ, hòm thư, thông báo thôi. Sau có tông môn này, động phủ riêng này. Có cả phần động phủ. Trong phần động phủ này thì kiểu là cái động phủ riêng của nhân vật mình thì các bạn có thể gọi là này vẫn có tiếng Trung này. Đấy, để nâng cấp, cường hóa, tăng cảnh giới cho nhân vật của bạn. Đấy, độ kiếp các thứ. Nói chung là cái này thì liên quan đến tiên hiệp rồi, bạn nào biết thì sẽ nắm rõ được thôi. Đấy, chúng ta có phần tăng sao này, dàn trận, pháp bảo, các thứ đầy đủ luôn. Tăng điểm tu vi nhá. Đấy, tăng tu vi lên. Đấy, rồi các bạn thể thu thập nguyên liệu để luyện đan. Ở trong phần chiêu mộ này thì các bạn có hai loại chiêu mộ là chiêu mộ cao cấp và chiêu mộ thường. Thường thì các bạn sẽ chiêu mộ cao cấp cho mình. Xác suất chiêu mộ cao này, đồng hành trúc cơ là 47,66%, kết đan là 45,75%, đồng hành nguyên anh là 5% và nguyên anh hậu kỳ là 1,59%. Đó, thì các bạn có cái phẩm chất này thì chia đúng kiểu chất tiên hiệp rồi. Chúng ta có các cái sự kiện 7 ngày vui vẻ, hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng này. Rồi các cái chuỗi sự kiện khác ở đây. Nói chung là mọi thứ mình trải nghiệm ban đầu mình khá là ấn tượng với con Phạm Nhân Tu Tiên này. Đấy, không biết anh em thấy sao. Là một tựa game rất là đáng trải nghiệm, đặc biệt với dành cho những bạn nào yêu thích đề tài tiên hiệp và đặc biệt là yêu thích Phạm Nhân Tu Tiên. Đồ họa ổn, đồ họa phải ở trên mức ổn ấy, mình nghĩ là đồ họa đẹp. Với một đồ họa 2,5D theo kiểu style manga anh này. Đấy, mình chỉ hơi chê ở cái phần đó là phần không có lồng tiếng cho nhân vật thôi thì nó sẽ hấp dẫn hơn thôi. Còn lại mọi thứ đều rất là đáng để trải nghiệm. Thì bạn nào quan tâm anh em có thể tải và chơi thử con Phạm Nhân Tu Tiên này nhá. Mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game và chơi thử. Đấy, một tựa game phù hợp dành cho những bạn nào yêu thích Phạm Nhân Tu Tiên. Các bạn hãy tải game này chơi trên Google Play như App Store. Cảm ơn anh em theo dõi cái này của Sói Bạc. Mọi thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh App Coby ngày hôm rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.